Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn cựu học sinh. Hôm nay, trong không khí đầm ấm thân thương này, trước hết, cho em xin thay mặt tập thể các bạn cựu học sinh xin gửi tới lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất tới quý vị đại biểu. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các quý vị đại biểu về dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra trường của khóa 1990-1999 và đặc biệt là các thầy cô giáo cựu giáo chức đã không ngại đường xá xa xôi cũng như vượt những trở ngại do tuổi cao, sức yếu để hiện diện trong ngày sum họp với chúng em sau 25 năm xa cách. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, chúng em là những người con quê hương Quỳnh Bảo, nay đã trưởng thành, nhưng dù lập nghiệp ở quê hương Thái Bình hay khắp mọi miền đất nước như Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Lào Cai, thì hôm nay chúng em cũng được trở về quê hương trong niềm vui hân hoan đầy xúc động. Cuộc sống lo toan bộn bề khiến chúng em tạm gác lại những hồi ức tuổi thơ dưới mái trường quê hương. Kể từ khi nghe tin tổ chức hội khóa, trong lòng chúng em lâng lâng khó tả bởi những ký ức bắt đầu ùa về. Cô Xuân, cô Quỳnh, cô Ninh à, tiếng e a đập tập đọc từ ngày nào còn vang vọng đâu đây, mới đó mà đã hơn 30 năm rồi. Em còn nhớ ngày học lớp 2 cô Hạnh, cô Nguyên, chữ em và các bạn vô cùng nguệch ngoạc, thường xuyên bị cô cho lên ngồi bàn giáo viên để kèm đặc biệt. Những ngón tay bị lõm xuống vì tay ghì cầm bút, những vết mực tím dính đầy tay áo và có khi lấm cả lên mặt. Đến khi lên đại học, thầy giáo nhìn em viết chữ và nói, chữ đẹp bây giờ hiếm lắm. Đến lúc đấy, em đã nghĩ đến các thầy cô, nhờ có thầy cô mà chúng em có được chữ viết này. Hôm nay, chúng em mới có dịp gặp lại và nói lời chân thành cảm ơn tới các thầy cô. Các bạn còn nhớ những bữa cơm trưa tại nhà cô Xuyến, cô Hà, cô Thu không ạ? Chúng mình vừa được đọc chữ, vừa được ăn no, cả thanh xuân của các cô cho chúng em. Ngàn năm làm sao chúng em quên được công ơn cô thầy. Kỷ niệm dưới mưa luôn là những đề tài được cập nhật trong các tác phẩm nghệ thuật. Nhưng đối với em, đó là kỷ niệm thật đáng nhớ với cô Hoa, cô Nhường hồi lớp 4. Ngày đi thi học sinh giỏi bên hội đồng thi Quỳnh Hưng, đi đến đình Ngọc Chi thì gặp cơn mưa bất chợt. Cô trò cùng đoàn trú mưa dưới mái đình cong cong, đợi mưa ngớt rồi đi tiếp. Hình ảnh cô trò cố gắng đạp xe nhanh cho kịp giờ thi vẫn còn in đậm trong trái tim chúng em. Nhớ những ngày đầu các cấp, các cô giáo động viên chúng em làm liên đội trưởng, làm cờ đỏ, làm lớp trưởng trong sự ngây ngô trong sáng. Đó là những tiền đề cho sự trưởng thành bây giờ. Để giờ đây, chúng em tự tin đứng trước đám đông mà không hề e ngại. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, cùng toàn thể các bạn cựu học sinh, nếu như cấp 1 là những kỷ niệm sâu lắng, thì cấp 2 là những kỷ niệm thơ dại của những đứa trẻ mới lớn. Lần đầu tiên tổ chức thi học sinh giỏi môn sinh, chúng em lại hành trang cắp sách vở đến nhà cô Thúy học. Chiều chiều cô hào lột khoai cho đám học sinh ăn, cho đỡ đói. Mấy đứa nghịch ngợm còn trêu chó nhà cô cho chó đuổi rẽ đất mới chịu ạ. Mấy đứa nghịch ngợm còn kéo nhau ra ngoài chùa để lấy quả đa về ăn. Và đúng vào môn học của thầy đa, thầy cho cả nhóm ra ngoài sân dưới trời nắng để chờ hết tiết. Chúng em xin lỗi cô Tơ, cô Khiêm ạ. Ngày ấy chúng em nói chuyện riêng trong lớp như cơn mưa rào khiến các cô cau mày bao lần. Cô thì khàn cả giọng mà học trò thì cứ mải mê những câu chuyện phiếm. Lần đầu tiên chúng em được học môn địa lý cô Tâm, cô Hương. Cả thế giới nằm trong tầm mắt. Môn hóa thầy Hân, thầy hiền lành hân hoan như chính cái tên của thầy vậy ạ. Em nhớ ngày đấy có phong trào các thầy cô đến tận nhà kiểm tra học sinh học tối. Thầy Cường, cô Thúy và các thầy cô khác đêm hôm lọ mọ đạp xe, tay cầm đèn pin đi đến các nhà để kiểm tra học sinh học. Sự đôn đốc ấy giúp chúng em có thêm động lực học tập tốt hơn. Biết bao kỷ niệm vui buồn ngày ấy với những lần nghịch ngợm, những lần trốn giờ kiểm tra, trốn lao động đi chơi, những lần tham gia hoạt động ngoại khóa thể dục thể thao văn nghệ, phong trào diệt chuột bảo vệ mùa màng, lấy đuôi về nộp cho thầy cô, quần áo lấm lem bùn đất. Những ký ức của một thời học sinh như đang ùa dần về trong không gian sân trường ấm cúng ngày hôm nay. Còn rất nhiều kỷ niệm với các thầy cô khác như cô Hiền, cô Lan, hiệu trưởng, cô Dỡ, cô Phượng và các thầy cô khác, em xin được nhắc tên chung. Kỷ niệm ấy kể đến bao giờ cho hết,
thanh xuân ấy của chúng em không trở lại được cho các thầy cô. Giờ đây chúng em chỉ biết nói lời cảm ơn cô thầy. Nhưng tiếc thay, có những người thầy đã khuất như thầy Đới, cô Cúc, cô Khuyên. Chúng em không còn cơ hội để nói lời cảm ơn thầy cô, chỉ có những nén nhang thắp lên ở nơi nào đó xa lắm. Chúng em mong thầy cô an nghỉ và luôn dõi theo bước đường của chúng em. Đặc biệt là 117 học sinh của hội khóa 1990-1999, hôm nay đại diện 65 bạn trở về trường. Ngày hôm nay, khi chúng em về trường, được cảm nhận những cái ôm, những cái bắt tay, những cái vỗ vai, những câu chúc mừng, những nụ cười rạng rỡ của các thầy cô dành cho chúng em là những niềm tự hào nhất trong cuộc đời của chúng em. Nhưng có các bạn, cuộc đời ngắn ngủi, không may mất sớm, như bạn Hoàng, bạn Mạnh, vì các bạn bận việc không về được. Chúng tớ sẽ chuyển lời tri ân của các bạn tới các thầy cô. Hôm nay, chúng em được tạm quên đi những lo toan bộn bề để được sống lại thời học sinh. Chúng em xin được tri ân các thầy cô. Dẫu trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn về vật chất, nhưng thầy cô đã vượt qua tất cả. Ngoài việc đem hết nhiệt huyết truyền thụ cho chúng em đầy đủ kiến thức chương trình, mà còn tiếp thêm cho chúng em về mặt ý chí, nghị lực, tư duy cuộc sống. Thầy cô đã cho chúng em những bài học tinh thần, trách nhiệm, bài học về tình và nghĩa. Xin nhận của chúng em học trò khóa 1990-1999 lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc nhất. Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy cô. Trước khi ngừng lời, chúng em xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị thầy cô và các bạn cựu học sinh thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và yêu nghề. Chúc buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra trường của chúng ta thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn ạ.